con hiểu nhạc của ông bà nội luôn cũng được, tại vì con cũng biết này kia rồi, học nhiều cũng hơi tốn kém. Mong có cha mẹ yêu thương như bao bạn bè có lẽ là điều cô bé Đồng Hà Anh ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh ước ao. Hà Anh và hai đứa em thơ lớn lên trong vòng tay yêu thương và nuôi nấng của ông bà nội từ khi còn nhỏ. Dạ, cha con thì mất, mẹ con thì bỏ, con chỉ sống với ông bà nội thôi. Con cảm thấy rất là vui khi giúp đỡ ông bà nội cái thứ gì đó, rất là vui. Con cảm thấy mệt mỏi này kia hết trơn. Con cũng mong muốn ông bà cô chú giúp đỡ gia đình của con, nhưng mà con không có nhận tiền bằng phụ huynh này này kia hết. Con chỉ muốn hai em con được đi học, còn con thì sao cũng được hết trơn á. Trở thành đầu bếp nhí cách đây một năm, Hà Anh đổ bánh xèo một cách thuần thục. Cứ thế đều đặn từ 13 giờ chiều, Hà Anh bắt tay vào việc đổ bánh xèo. Mỗi chiếc bánh như vậy có giá từ 30 tới 50 ngàn đồng. Những khi em mỏi chân lại được ông bà nội thay ca. Mỗi ngày như vậy, Hà Anh lại tranh thủ vài tiếng đồng hồ phụ giúp. Và đó cũng chính là tình thương mà em dành cho ông nội, bà nội của mình.